Chào mọi người, người khỏe không? Mình lâu lắm rồi. Oh my god. À, lúc mình đang làm cái này là 9 giờ. Không, fuck, là cái gì vậy? À, 7 giờ tối. Mình vừa đi làm về. À, what the fuck? Mình đi làm về và tắm rửa ăn uống xong rồi. The fuck? Mèo. Sao mình gọi con mèo trong Sida này? Ok, đeo con này vào. Ăn uống tắm rửa xong rồi. Rảnh rảnh nôi máy ra ngồi làm clip tí. Lâu lắm rồi mình cũng chưa làm. Bây giờ cũng chắc là sẽ có bạn nghĩ là tại sao mà mình lại không có off với cả thằng Mít, mình lại làm không thế này. Thì có một số vấn đề khá lớn. Fuck. Đó là đầu tiên là khoảng thời gian giữa mình với nó bây giờ nó hơi chênh lệch. Hồi trước khi mình chưa làm thì mình rảnh nhiều lúc, còn bây giờ thì khoảng thời gian rảnh mình với nó đã khác nhau. Là cái lúc mà mình rảnh nó không rảnh. Fuck. Lúc nó rảnh mình chưa chắc đã rảnh, nên là ít cố với nó được hơn. Thứ hai là về cái vấn đề mạng mẽo máy móc ở nhà nó. Hôm qua mình có chơi nó một lúc thì nó lỗi lên lỗi xuống rồi hết lỗi mod rồi lại mạng lỗi các thứ. Mình nó lấy con bot mà thế nào máy mình thấy bot còn sống, máy nói thấy bot chết, máy mình thấy nó đứng ghi cho bot đánh, còn máy nói thấy nói bot là chạy quăng quăng. Sau đó đánh bot xong thì đồ bot rơi ra mình nó không nhặt được cơ, mạng lag nữa đấy. Với cả máy nó cùng với mình. Máy mình chơi Calamity đến về sau nó còn lag. Máy nó còn lag hơn. Chơi được. Fuck. Ok, về vấn đề chính thì lần trước mình chơi xong con một lò đánh khá nhiều. Mình chưa đánh Old One Army. Với cả Frozen thì chắc thôi đi. Frozen tập này chả ai quan tâm. Provider. Ok. Mình đánh con Profagner Guardian. Nên mình gần sau đánh nó mình lại mua được cái này thì con thủy. Cái này tạo khá đơn giản. Quặng của một loa và cái Unholy Ascent của mấy con bên Hello. Mình khá bất ngờ là mình đã tạo được cái Rune of Cod này. Nó làm khá đơn giản. Hồi trước là mình nhớ cái này không grab được, phải đánh con này nó rơi ra. Nhưng bây giờ không hiểu sao mình lại grab được cái đấy. Nhưng sau khi grab mình lên mình đánh con Stormweaver. Stormweaver nó khá là mạnh. Chết lên chết xuống mấy lần mình đánh được. Chết đi, đâu rồi. Mát đứa chạy liên tung nữa không mày. Mình ghét con này vậy. Mình sẽ đánh lại với con Guardian. Mình lấy thêm cái đồ của bot nữa. Giờ này mình nghĩ chưa đủ. Mình không hiểu sao cái bộ Xerox Ammo của mình. Mình cầm vũ khí Ranger nhiều lại là cái Rock Dam tăng lên mình cái Rock Dam. Cái Rock Dam và cái Dam mới nó thêm vào trong cái bản Calamity. Nó thay thế cho Dam Throwing. Nó có một cái class riêng khá là hay. Nên bây giờ class Towing nó sẽ có một cái set đồ riêng, nó gọi là Dam Rock, không gọi là Dam Towing nữa. Bản mới nó có thêm những cái level meter này. Level meter là khi mà mình gây sát thương lên quái hay là boss ấy, cứ sát thương lớn 50 đã tính được 1 điểm. Mình cứ gây sát thương càng nhiều nó càng tăng điểm lên. Nhưng mọi người thấy là có thể tối đa là 12.500 điểm. Và có 15 level khác nhau thì mình đang ở cái 2.211 điểm của Dam Rock và mình đang ở level 6. Thì Dam Rock level cao nó tăng Dam, tăng Critical Strike với cả tốc độ đạn bắn. Nhưng mà farm cái này khá là vật đấy. Tại vì mình không thể farm liên tục được, nó có giới hạn. Cứ cách mỗi điểm mình phải mất 2-3 giây cho nó sạc lại mình farm tiếp. Khá là buồn.
cái summon dam này mình có chẳng làm gì, nhưng nó cũng tăng cơ, tại mình dùng cái Heart of Elemental này, Heart of Elemental nó tính là summon dam, mấy con đệ mình đánh nó tự tăng lên. Ok, gọi là con này phát đi. Thì sáng quá rồi. Con này bắt buộc phải đánh ở cái biome Hollow nhé. Bay cao không đánh được. Ghét đấy. Rồi. Rồi, con lợn. Úi dồi. Đừng đừng để chạm người, đau lắm. Bắn cái này thôi, bắn từ xa cái này thôi. Úi dồi, đau vậy. Mình bay lên cao quá nó sẽ không tính là ở trong biome Hollow nữa, nó sẽ mấy con này sẽ gần như nó bất tử ấy, không gây đam nữa. Xuống đây nào mấy con lợn kia. Úi dồi, xuống nhanh đi chứ, chặt được mình. Rồi một con. Con hai. Cố lên. Cố đi làm cái tiền mua cái màn hình mới đánh bot cho dễ. Màn hình này bé quá. Ok. Món phát nào. Ở đây. Con thứ hai. Đâu vậy? Úi dồi, nó lao. Rồi con thứ ba. Chả nhìn đâu cả. Úi nó lao nhanh thế. Má lao nhanh sao mà né. Được rồi. Ở xa quá chẳng nhìn nó đâu cả. Gần thì nó lao mặt mình. Xuống đây con lợn. Má. Mình muốn đánh tiếp con sau bây giờ để mình lấy cái súng để cung của nó. Hai cái đồ khá là mạnh. Mình theo Dark Ranger với cả Rogue nè. Má đánh nãy giờ mới mất nửa cây kìa. Con này nó bay nhanh cái súng của mình chẳng lấy bắn được nó thế nào cả. Cái này đi. Cái này mạnh hơn. Mạnh hơn nhưng mà nó không bắn xa những cái súng. Ok, chết đi. Chết đi con lợn, chết đi. Mà mày không phải con lợn, mày là một con gì đấy. Ok. Mày thật đấy. Ok. Mẹ sao mày về tận nhà tao vậy con kia. Ok, chết đi. Mình nghĩ mình đánh con Storm Weaver. Mỗi lần mình đánh xong ba con Guardian nữa cho mình ra một cái Professor Core này. Để gọi là con mod tiếp theo mình đánh. Mà mình nghĩ là mình chưa thể đánh được con đấy đâu. Nên là mình sẽ gọi tiếp con đấy ra mình đánh, gọi tiếp con thực ra mình đã gọi ra là đánh xong một lần rồi để mình làm cái khẩu Sea Dragon này. Sea Dragon đây. Khẩu này nó làm bằng cái khẩu Megalodon mình đã có rồi. Phát nó còn đang tiếp cả Void Dragon, ghê vậy. Làm một cái Amoled Shell này rớt từ con đấy. Từ con Storm Weaver. Storm Weaver nó khả năng rơi hai khẩu súng với cả cung của nó. Thì mình cũng chưa lấy được. Mình chỉ làm được cái khẩu súng này của mình thôi. Mình sẽ đánh nó lại. Cái con Storm Weaver này nó có hai dạng, nó khá là chế. Vì cái dạng đầu tiên của nó thì nó chỉ nhận ra thương ở phần đuôi. Cách summon là dùng cái Rune of Khaos này lên trên vũ trụ để mà gọi nó. Cái Rune of Khaos này sẽ gọi được 3 mod khác nhau. Mỗi con gọi một khu vực. Đó rồi. Cái đuôi. Ôi giời ơi, mấy cái đầu của nó ghét này. Đó rồi, xuống đây. Nó xin đuôi mày nào.
má. Thẳng vào tận bọn. Đuôi đâu bọn. Ui, rồi sắp hết, phát chứ luôn kìa. Má nó mạnh vậy. Nớt, đờ cờ mờ có nớt đâu rồi. Phát, con nớt đâu chạy ra khỏi nhà ghét á. Tắt mấy cái này đi, đỡ rơi mắt. À, mình có nên dùng cái khẩu súng nào nhỉ? Súng này mạnh hơn khẩu này đấy. Ok, dùng đi. Còn Wyvern nữa. Đuôi, cái đuôi. Mà nó bắn xét đâu vậy? Chả nhìn đuôi đâu mà bắn cả. Oh no 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 no. Fuck. Mẹ. He, bây giờ mình lại nhớ là mít. Hồi trước có hai thằng đánh với một thằng ra một thằng vào. What the fuck? Nó chưa despawn, nó chưa despawn, nó vẫn sống. Nó vẫn sống, nó chưa despawn. Ok, nó chưa despawn thì đánh tiếp thôi. Được rồi. Đuôi. Đuôi. Đuôi, rồi. Được rồi, con này thôi. Nó trâu vãi. Ôi dồi ôi, đừng có giết NPC của tao mày ơi. Ôi dồi ôi, đừng giết mấy con NPC của tao nữa mày. Chết đi. Tại đứng đây thì giết mày. Mà kệ cho mày giết NPC của tao, đứng đây thì giết mày, tao thích rồi. Đạn của nó bắn xuyên tường được, nhưng mấy con đệ nó ra xuyên tường được. Nên là mình đứng sau nhà mình không phát được. Ui rồi, ok. Xin lỗi bọn mày. Nhưng mà tao vì việc lớn tao phải hại mày, xin lỗi. Con là vì việc lớn không? Tại đơn giản vì tao ích kỷ thôi, xin lỗi nhé. Chỉ cần có nước còn sống thôi. Chỉ cần có nước còn sống là được. Mấy con còn lại không quan tâm. Máu nó trâu thế. Đánh bot thế này chẳng nhìn thấy cái gì mà đánh cả. Chán thật. Mình cái màn hình lớn hơn thì không có nỗi nào đâu. Sao? Làm vài tháng lấy tiền mua màn hình thì được. Đến đây nào. Đến đây. Fuck, đau thế. Tại sao lại từ bên đấy? What the fuck, con này làm sao đây? Lo. Y tá. Wow. Ok. Ý chết. Ý đã chết. Được rồi, vào đây. Chết đi. Rồi. Ok, rơi ra khẩu súng rồi. Ngon. Quá nhất có khẩu súng. Cái này dùng làm gì đâu? Chả làm gì nữa. À không, đây chứ. Gậy phép. Cái gì đấy? The mod time. Càng này thì cây đam càng nhiều à? Nghe có vẻ ghê. Ok, xong con. Mình còn phải đánh 3 con bot nữa bằng cái run of code này đấy. Súng này bắn ra gì không đây? Đừng bảo tao bất cứ nào một súng rồi mà súng bắn chẳng lấy con khỉ nhá. Con nào. Ok. Khẩu súng này nó... Mình cứ tưởng nó bắn đạn gì nó cũng thế mà có vẻ không phải. Nó có... Nó... không phải súng sử dụng đạn riêng.
mấy đi đá con khỉ đi nhỉ, cấp rồi. Bùm hầu cất vào hòm đi, hiện tại chơi solo không cần bùm hầu. Mình đang định đánh con gọi con Providence, Providencer này. Con này đánh nếu mình đánh ở Expert nó rơi ra hai cái đồ khác nhau, thì đánh ở biome nào? Nếu mình đánh nó ở dưới địa ngục thì nó sẽ rơi ra cái khiêng, còn đánh ở trên Hollow nó sẽ ra cái cánh. Nếu như thế hay là ngược lại không rõ. Vậy nên mình quyết định là mình sẽ tạo một cái biome Hollow ở địa ngục để mình đánh nó xong rồi mình có được cả hai cái đội cùng một lúc thì sao không? Mình tập trước hôm qua đi với thằng Mít, mình đang ngồi mình làm một cái biome địa ngục, mình không biết là liệu mình đã đủ khả năng để mình đập nó chưa, không là mình bị ăn đòn. Thử đi. Rồi làm một vài loại thuốc, đánh boss là phải cần thuốc. Tất cả loại thuốc là cần. Cái gì nó cứ kêu đấy, không biết. Cái gì nữa không? Xem nào. Chạm đạm ok, có vẻ cái này rất là được rồi. Thế bây giờ bọn NPC nó mới spawn lại, xin lỗi nhá. Phát mình giết hết bọn NPC. Không hiểu sao mình đeo cái Syrox này nó lại là đam rốc khi mình dùng đam Ranger nhiều hơn. Không mà mình đang có ý định là mình sử dụng đam rốc nên là hết không sao cả. Rốc với Ranger thì về sau nó cũng chắc là ngang nhau. Đam rốc thì được cái nó không cần dùng đạn như Ranger, Ranger nó dùng vào đạn nữa. Cùng với súng mạnh nhưng mà tùy thuộc vào đạn dùng nó có mạnh hay không nữa. Ok. Ôi giời, con đi vô. Hôm nay nó chỉ này à? Cái tưởng nó mạnh lắm. Hóa ra nó không mạnh như mình tưởng. Hoặc là mình chưa cường hóa lên. Mình chưa reforge lên, nó chưa mạnh được. Ok, cứ thử đánh con kia đã, mình cũng nghĩ đánh nó bây giờ mà. Ok đi. Ok, đâu rồi, cái đường mình xây được rồi. Sao vậy? Đây rồi. Đang bắn con luôn đấy. Quay lại nào, quay lại nào, hết đường rồi, quay lại nào. Ok. Nó chưa xong đâu. Mình chỉ là đầu thôi, mình chỉ phải động thôi. Càng ngày nó càng mạnh. Rồi nó gọi thêm một mấy con được ra nữa. Tại sao mình không uống thuốc nhỉ? Mình quên mất. Fuck. Mình không cái đồ nào hút máu con này cả. Fuck. Má, đau quá. Đâu rồi? Mấy con gọi điện chưa chết à? Ừ đúng, mấy con gọi điện chưa chết nhưng mình chưa đam một con này. Má đau thế. Ok, lúc nó chết rồi thì mình cũng chết luôn đấy. Fuck.
Có vậy xong rồi chơi. Mình nghĩ mình sẽ phải đào rộng Garena hay gì nữa. Ê, mà đấy là việc của lần sau. Tập này mình sẽ làm thế thôi. Khá là mệt, mình muốn đi ngủ. À, mình thử đánh những con khác rồi nhỉ. Mình đánh con Celeste Void này. Celeste Void này thì mà không có Celeste Void thì đúng nhỉ. Con Celeste Void này nó ngồi trước đánh nó bằng cái vũ khí gì không nhớ nữa. Rồi đây. Con này mình sẽ phải cần một cái yo-yo. Mà cái yo-yo như bây giờ mình chưa làm. Nhưng mà cái yo-yo mình phải làm bằng cách mình đánh con Pottergrass cơ. Đánh Pottergrass mình đánh đó. Chung hiện tại mình vẫn khá tắc. Beacon. Beacon, ok. Mình sẽ phải làm cái Bloodstone Core này để mình làm bộ giáp này cơ, cái bộ Bloodfear này. Mình có cái bộ Bloodfear thì mình sẽ oánh được mấy con kia. Nhưng mà để có được bộ Bloodfear mình đánh con Pottergrass, mà con Pottergrass thì mình chưa đủ sức. Đấy. Ok. Nhưng mà đấy nhiệm vụ tập sau, những tập này mình làm này thôi. Chào mọi người, người tập sau. Mình xin lỗi tại vì tập này hơi ngắn, hơi nhảm tí. Ok. Vì bây giờ mình chơi mình chủ yếu nên là mình nghĩ là mình sẽ có nhiều thời gian mình chơi hơn. Ok, goodbye. Buồn quá.